Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học đầy tính nhân văn, Những Người Khốn Khổ, dựa trên bối cảnh toàn thế giới đang vật lộn đấu tranh với sự khủng hoảng của đại dịch COVID-19, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam lần đầu giản dựng, công diễn vở nhạc kịch Những Người Khốn Khổ nhằm đề cao tình đoàn kết, tính nhân văn và niềm tin vào tương lai của người dân trên toàn thế giới. Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam mua bản quyền và đưa nhạc kịch Những Người Khốn Khổ lên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội với dàn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Vở nhạc kịch là câu chuyện về một giấc mơ tan vỡ của tình yêu không được đáp trả, niềm đam mê, sự hy sinh và chuộc tội. Một câu chuyện lồng ghép những giá trị nhân văn giữa con người với con người của cuộc sống thực tại vào trong tác phẩm kinh điển. Từ đó ranh giới về không gian và thời gian, ranh giới về sắc tộc và văn hóa đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là tình người. Với sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, sự sáng tạo của ekip sản xuất trẻ đã và đang học tập, làm việc trong lĩnh vực này ở nước ngoài. Những Người Khốn Khổ được thể hiện một cách độc đáo, mới lạ lên sân khấu Việt.